Chào các bạn nha, mình quay lại. Rắn nè. Ồ, mạnh quá chứ. Lốc xoáy quýnh không có thấm lâu đài luôn. Con này có mới gì nè. Con xương cũng mới luôn. Này phải nâng cấp lên thôi. Này không có chỗ auto ta. Vậy là có thể đem theo hai chiêu. Đấy. Lật kèo. Hết quảng cáo rồi. Ngon. Hiệp sĩ này hả, làm được cái gì? Cái số này là số năng lượng cần để triệu hồi nè. Quá chơi không vui. Hay năng kỹ năng thôi ta. Mát rồi. Hồi máu không đánh được, hồi chỉ đã hồi máu thôi. Là phổ biến, là con lính phổ biến mạnh nhất luôn, là cũng không bằng bằng anh hùng yếu nhất nữa. Chắc là cái số tiền triệu hồi này là nó tiền triệu hồi này là số tiền triệu hồi càng cao là nó càng mạnh. Cái anh hùng có kỹ năng nè, không biết lính thường có kỹ năng không? Có luôn. Nông dân có kỹ năng không vậy? Hình như là không á. Tinh gác không. Bắt đầu từ
tiên trộm hả? Bắt đầu từ trộm mới có kỹ năng gây chón có 5%, 5,6% cơ hội. Hình như là nâng cấp lên là có khả năng cây chón cung thủ kỹ năng không sát thủ đầu độc gây sát thương độc hiệp cây chón tiên cung đầu độc 20% cơ hội kích hoạt khi tấn công gây 24 sát thương đập mỗi giây cho mục tiêu pháp sư ở pháp sư mà không có kỹ năng lạ thật thôi rồi 160 máu góc độ để lùi kẻ địch bên lùi mục tiêu thôi không thích chơi mấy con quá mạnh giờ tiếp theo là con lính gác đi từ yếu tới vậy đi chơi mạnh quá không vui tiếp tục là con lính gác đấy gác không đánh nổi nữa thì tiếp theo con tiếp theo đúng gác đánh nổi nè quá tiếc luôn sát thương không cao lắm bảy mươi lúc đầu phải 70 không ta không nhớ mày bắn xa hả giá hay cũng thời năng thêm một bước nữa đi hay là chơi mấy hay là xài mấy con có kỹ năng ta đón lính tiếp theo cũng không có mạnh hơn lính gác nhiều đâu
đóng băng đi. Là 2 sao. Kiếm sĩ. Không biết có mạnh hơn nhiều không. Sát thương sát thương cao á. Vô thử liền. Cũng vậy à. Xả hết như vậy là thì mạnh hơn. Ok. Sắp mở khóa kỹ năng gì nghe có hình nhìn là hơi thấy hơi hàm hố chút. Game này nói chung là nếu mà đầu tư là quá hay. Nếu mà đầu tư thêm mấy con quái nó có kỹ năng, thêm kỹ năng, rồi lính có thêm kỹ năng, nói chung là quá hay luôn.
Game này là quá hay. Mà sao mà game hay như vậy mà không đầu tư? Đưa lên biến nó thành game đưa lên game bảo đảm tiền vô như nước luôn. Cái này nâng cấp không cần nâng cấp đạo quả luôn, chỉ cần nâng cấp mấy con này cho nó nhiều kỹ năng hơn để lựa chọn chơi cho nó có chiến thuật. Quái nó cũng có kỹ năng riêng, mấy quái còn cũng có kỹ năng vậy thôi. Khuấy đảo bạn xếp hạng game liền. Mà sao mà từ năm 2022 tới nay không có năng. Mới quá hình như là ra nhanh hơn rồi, các bạn để ý không? Có linh sát sống nè. Tà bộ xương nó quắn giải đâu phải xác sống. Có bot mới nè. Con bot cầm dao này cũng là bot mới luôn. Cái lộn quái mới. Đâu? Cường hóa.
Số mana cao nhất. Để chị gọi qua anh hùng là 60. Cách nạp lại sống cho năng lên ta. Chưa hồi một con là một anh hùng là hết rồi. Sợ mở khóa này là gì? Chương chương 5 là hết rồi. Ngắn quá. Kìa. Thấy là bản năng cấp của con rắn trong bình. Có đồng đá không? À, có năng cá tường nè. Thì là mấy ải lên cao chú ý nâng cấp cái này nữa. Trăm trăm là mát. Rồi chú ý nâng cấp cái đó. Chơi từ đầu game giờ biết luôn. Đẩy lùi giờ làm chậm hả? Vậy là tối đa quân địch có 3 6 tối đa của mình có 6 thằng à. Sao chơi cũng căng kèo dữ chân vậy? Rồi, bắt đầu quýnh lúc lại à. Nâng cấp, đơn vị lên tiếp theo thôi. Hay chơi anh hùng thử ra. Mình chơi anh hùng chắc mạnh lắm, nâng cấp 30 mạnh lắm. Chơi vậy không vui.
Thế này đi. Tờ xương chuối dễ thương thành có chín dăm mấy sắp thương. Hơi phối hợp chứ mỗi con có thế mạnh khác nhau. Rồi phải nhờ tới anh Hùng rồi. Kỹ năng ra làm được gì không? Ủa? Bye.
chút ra chỉnh bên lính lại. Bỏ đi con 928 này đi. Chúng ta như ban đầu vậy, chúng ta chơi lấy mấy con yếu nhất chúng ta về nước. Không biết nói không mà thôi. Kệ. Tao mới tới đây quýnh không muốn nổi à. Ok. Là nâng cấp quan trọng là nâng cấp cái bình này nè. Nâng cấp cái đền này, nâng cấp từ sơ càng sớm là nó càng mạnh. Nó chịu hồi ra nhanh ấy, chịu hồi khỏi nghỉ luôn. Lấy số độ lượng áp đảo. Ấy. Mấy lính nhỏ này thế vậy chứ. Nói nó mạnh mạnh. Phải cho năng bị giới hạn laser chứ không có level, năng level là mạnh. mạnh nhất rồi. Chịu hồi liên tục luôn. Không có lấy hàng level là nâng cấp
con lính này năm điểm thành liên tục. Đấy. Chưa đọc này không có tác dụng với cái đầu lâu. Đây, chương 5 là hết rồi. Thế, chắc đoán là đội hình này cứ theo một chiến thuật gì nắng này mát trước thì chắc có thể là đủ đủ rồi. Đủ về nước. Thank you.
anh không thấm luôn. Anh không thử coi. Làm chậm. Dấu nhằn. Cái ra cái cũng không ghê nhiều, rất thương lắm. Thank you.
hai ai nữa. Ơn con Sương hồi con Sương hồi ấy một này là xong là mở độ khó win. Đây. Ủa? À. Đi còn chậm hơn con Sương nữa. Đấy, vậy mới ra giống boss chứ. Bà boss gì mà cứ xìu vậy. Xong. Ba sao hết đây. Ở đâu? À đây hả? Đầu độc hỏa tấn công gây 38 sát thương chất độc dây mục tiêu trong năm mươi giây mới hồi lại một lần hả? Thôi luôn đi, trận đấu có bao nhiêu mà 50 giây mới chịu hồi được một lần. Hồi chiêu này là 12 giây là để chiêu hồi được một lần nè. Trận đấu có hồi chiêu mà 50 giây 3 giây 6 giây 10 giây 4 giây 7 giây 15 giây 12 giây 14 giây 18 giây 20 giây
15 giây. Hai mươi giây. 10 giây. 40 giây. Còn xong tập này nha anh em. Lần sau chúng ta sẽ chơi thử chế độ vô tận. Coi nó là sao. Này khó nè. Yêu cầu cho khó. Chế độ vô cực kiếm 8.000 điểm. Gì? Chế độ vô tặng cực khó. Vậy là chế độ vô tặng cũng chia ra cực khó luôn. Khó cực khó. Căng dữ ta. Đấu với quái cũ. Thôi, ba anh em nha. Học tập lần sau của mình đi.